Hello, hello. Xin chào tất cả mọi người lại quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam. Thì đây, đây là gà ta miền Tây. Nhưng cái này không có nuôi ở miền Tây nha mọi người. Đườn ức của nó dày lắm. Gà này ức nó dày, gà thì nó bở hơn gà miền Tây một chút nhá. Nhưng mà gà ăn vẫn được, với giá mức giá rẻ thì ăn vẫn ok nha mọi người. Hôm nay thì rảnh rỗi lâu lâu vào trang trại quay cho mọi người xem. Cứng hơn là cái gà mà đây, chân này. Còn cứng hơn cả gà mang từ miền Tây về luôn nhá mọi người. Cứng hơn luôn. Siêu phẩm luôn. Quá đẹp. Gà này mà cái thời điểm mà hút thì bán sướng mọi người. Đẹp ha. Má đẹp không? Này. Má này mọi người ơi. Coi con má này. Đẹp chưa? Đây. Ê, ra. Nhiều con đẹp lắm mọi người ạ. Cứ lúc nào rảnh rỗi nhiều khi mình cũng lười không muốn quay. Ui, má đẹp nhỉ. Dí theo nó thì nó chạy mọi người. Nhiều lúc mình cũng lười chẳng muốn quay nữa, mệt. Chẳng quay video này cũng chẳng kiếm tiền gì đâu nha mọi người. Không ăn thua đâu nha mọi người ơi. Nên là nhiều khi mình cũng lười quay để chia sẻ vui vậy thôi. Chứ mục đích kiếm tiền ở cái kênh YouTube này không ăn thua nha mọi người ơi. Về gà này nó hay bị vàng tiền lắm. Có bật quảng cáo thì cũng xem người ta xem gần hết. Ui gà đẹp thế nhở. Thì mình chủ yếu là mình quay chia sẻ cho mọi người thôi chứ mình không có kiếm tiền nhờ cái kênh YouTube này nhá. Nên là mọi người coi cứ thoải mái nhá. Không phải sợ mất mát cái gì đâu. Nhiều cái mình cho nó quay chạy thoải mái thì mình mới bắt đầu mình bật cho nó xanh tiền đó mọi người. Bật chơi chơi vậy thôi chứ. Ui gà đẹp thế. Bầy này công nhận cứng mọi người. Chắc gà, ôm gà lắm. Ôm gà chắc lắm. Đẹp lắm mọi người. Đấy. Đấy. Kinh điển chưa. Siêu phẩm. Siêu phẩm gà nồi. Gà mái ôm chắc thịt đây nè. Mọi nhìn nè. Ra nửa ra nhiều con phải nói là nhức nách luôn mọi người. Nhức nách luôn á. Đẹp thật sự luôn mọi người ạ. Quay chia sẻ cho mọi người đấy. Quá đẹp luôn. Rồi cảm ơn mọi người. Ai cần cái dòng gà này thì liên hệ cho số điện thoại của mình có ở trên cái avatar ở trên cái chủ kênh của mình. Thì mình cũng nói chung là cứ có gà nào đẹp thì ai cần thì mình giao thôi mọi người ạ. Chứ mình không có quá nhiều thời gian để đi giao gà nha mọi người. Mình bán có một mình thôi. Không có quá đây. Gà đẹp chưa này. Y như gà tàu đất luôn này. Đấy. Phê nhỉ. Điện phê. Ờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau ạ. Video của em ngắn vậy thôi. Chủ yếu là quay cho mọi người ngắm nghía xíu cho nó đỡ buồn thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha.